Chuyên đề đếm hình theo quy luật. Bài toán 1. Cho hình bên dưới, hỏi hình thứ 6 có bao nhiêu hình tam giác màu trắng. Các em hãy quan sát hình bên dưới. Ở đây là hình số 1. Đây là hình số 2 và đây là hình số 3. Các em hãy dừng video lại và thử đếm xem, thử tính xem là hình thứ 6 có bao nhiêu hình tam giác màu trắng trước khi chúng ta xem đáp án nha. Và đến đây là phần gợi ý giải. Các em nhìn thấy hình số 1 có 1, 2, 3, 4, 4 hình tam giác màu trắng. Hình thứ 2 thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hình tam giác màu trắng. Hình thứ 3 thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 hình tam giác màu trắng. Thì có nhiều cách để các bạn làm bài này. Cách đơn giản là các bạn cũng có thể vẽ ra, vẽ cứ theo quy luật như vậy thì cũng sẽ làm được. Đó là một cách. Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để đếm hình theo quy luật. Thì các bạn quan sát hình thứ nhất có 4 hình tam giác màu trắng. Thì ta sẽ có hình thứ nhất là số 1, hình số 1 này. Ta lấy 1 nhân 2, sau đó cộng 2 thì bằng 4 hình. Hình thứ 2 thì lấy thứ tự của nó là 2 nhân 2 cộng 2 thì được 6 hình. Hình thứ 3 thì ta cũng lấy thứ tự của nó là 3 nhân 2 cộng 2 thì bằng 8 hình. Và tương tự như thế, các em sẽ tính cho thầy hình thứ 6 có bao nhiêu hình tam giác màu trắng, rồi comment kết quả của mình xuống phần bình luận của video này. Các em thấy video hữu ích, hãy share để lưu lại. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn lại các em.